Nó nguyên chất ngọt. Chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Hôm nay Mập ăn ốc nha cả nhà, đó ốc ốc Mập luộc sả, rồi Mập chấm với lại nước chấm thần thánh của Mập làm nè, đó. Thì ở đây Mập có ốc tỏi, đó. Nói chuyện mà muốn chảy nước miếng, ốc tỏi cả nhà, ốc tỏi ở đây Mập có 2 kg nha, chắc hơn 10 con á, đó. Để coi 12 con cả nhà. Đó, còn ở đây là ốc bô lót nè, nhà Mập bén 350 một ký nha, ốc bô lót Pháp nha cả nhà. Đó, ở đây thì một ký chắc tầm 20 con á. Đó, thì Mập mời cả nhà ăn với Mập nha, ốc này Mập bén 350 một ký, ai mua thì liên hệ Zalo của Mập, Mập để đầu clip nha cả nhà. Đó, hôm nay thì Mập vẫn uống trà đá nha. Nước chấm này, nước chấm thần thánh nè, đó. Mập làm ở trong đây thì có tỏi nè, ớt nè, gừng nè, rồi hành tím nè, rồi tiêu, rồi như là đường, bột ngọt, nước mắm, muối nè. Chấm hải sản ăn là nhất cái đắt nha cả nhà. Rồi bây giờ Mập sẽ ăn con ốc tỏi trước nha, con ốc bự nhất trước đi. Đây, trời ơi, nước nó ra. Đó. Đó, chấm vô cái nước chấm này nghe cả nhà. Nước chấm này thì nó không có mặn lắm, tại vì mà pha cái tỷ lệ của muối với lại nước mắm á, ít thôi. Đã không cả nhà? Nó béo nữa nha. Nhớ gần đây Mập cũng có làm cái clip ăn mừng 300.000 sub á, thì cũng có con ốc này, còn ốc bô lót thì Mập ăn lâu lắm rồi. Thì hôm nay Mập ăn lại món này với cái nước chấm khác, nước chấm cái ốc bô lót này nè. Mình có thể cầm cái mài này nè cả nhà, mình kéo nó ra luôn cũng được nữa. Đó. Rồi, kéo khó quá, cái này nó không có lòi ra nhiều. Lấy cái này đi, cái nào dễ mình làm. À, cái này cái lít của nó ăn béo lắm nha cả nhà. Cái gan á, mình phải cố gắng mình lấy ra. Bị lít rồi. Cái gan nó ăn như trứng cá vậy đó. Béo lắm. Hôm nay vậy chứ tổng thiệt hại hơi bị nhiều á nha.
Cái này là 350 nè. Còn ốc tỏi à, chắc cũng mấy trăm á. Bữa mà mua chung với đơn hải sản, mà bữa giờ mập để tủ lạnh đó cả nhà. Lúc mua nó còn sống, mà mập ăn không kịp nên mập bỏ tủ lạnh. Nhưng mà hôm nay ăn vẫn còn ngon đó nha. Tại hôm nay á, mập bận nên mập không có chế biến cái món này món kia, nên mập ăn vậy cả nhà. Hôm nay mập sức chinh, mập đi giao hàng hiếu người cả nhà. Mập tự đi giao hàng, với lại mập có công việc á, sẵn mập đi luôn. Về đuối quá, không có làm gì được hết. Ngon nha. Ốc tỏi này mình cũng có thể nướng muối ớt nè, phô mai nè, tỏi rồi ở xào bơ tỏi rồi này kia, nướng mọi rồi. Nhưng mà mập thích ăn luộc hơn, hải sản mập thích ăn luộc hơn cả nhà, nó nguyên chất ngọt. Ốc bu lót nè, có nhiều loại lắm cả nhà. Bữa hổm đó, mà ăn ốc có một bạn đặt câu hỏi rất là hay, là giữa con ốc gai nè, con ốc tỏi nè, rồi con ốc bu lót, con ốc nào ngon nhất? Thì mập cũng trả lời luôn nha, là con ốc bu lót ngon nhất cả nhà, nó ngon hơn ba con ốc này. Tại vì trước tiên là cái đích của nó là cái kiểu như là cái gan á cả nhà, mình ăn á mình cảm thấy nó rất là béo. Còn cái thịt của nó giòn mà nó ngọt, cái độ ngọt của nó là hơn mấy ốc này, nên mập chấm con ốc bu lót hơn nè. Cả nhà thấy cái thịt nó không ăn tiền ở cái thịt nè. Vài bữa nữa mập sẽ kiếm ốc bu ăn. Qua bên kia á, có cái clip gì à? Cái clip mập ăn mực nhúng giấm á, có nhiều bạn yêu cầu mập ăn ốc bu quá trời luôn. Cái này ăn y chang như trứng cá luôn. Cả nhà ăn lễ không ra cái đích đó, cứ chúc vậy nè, rồi nó sẽ dần cái đích ra. Dễ lắm cả nhà. Đó. Cái này để chút rồi nó ra không nha? Không ra. Cái đít của con này ăn gì chín không ngon bằng cái đít của con ốc bu lót. Ốc bu lót là cái đít ngon nhất. Này nước chấm rồi cả nhà.
Dạ Mập á, thấy Mập hấp xả vậy nè, mới nói với Mập, nói là trời ơi cái con ốc tỏi này 20-30 nghìn một con, mà anh luộc anh hấp xả thấy nó phí quá, người ta phải nướng phô mai hay vậy, là phải nướng muối ớt hay là nướng mọi gì ăn cho nó ngon hơn. Nhưng mà Mập thích, Mập thích nữa. Mập thích nó nguyên bản vậy nè cả nhà. Mình thích cái gì mình ăn mình cảm thấy nó ngon, nó thoải mái hơn. Tùy ý thích mỗi người thôi. Giờ Mập á, nhiều khi bà cầu kỳ nhiều cái món ăn đó, cầu kỳ lắm. Cái đít nó ra thì thấy không cả nhà. Béo nhưng mà không hoàn ốc bù lót được. Ốc bù lót cái đít của nó mới đã. Bữa Mập làm cái clip kia Mập ăn 2 kg ốc bù lót, ăn mà no luôn đó cả nhà. Ốc á mà ăn no luôn á. Đi giao hàng á mà đi nắng cả nhà, cái thường mấy anh shipper dễ sợ luôn á, không ra chắc hết rồi. Trời ơi, tao nói hả, đi có 2-3 tiếng đồng hồ muốn táo quả tâm tinh à. Rồi thêm đi cái khúc mà Trường Chinh đó cả nhà, Trường Chinh với lại cái chỗ bà Quẹo á, tao nói kẹt xe. Nó rồi nó đã nó béo. Ai chơi Mập 1 triệu không? Mập ăn và mà ăn hết cái đầu cái đít luôn. Mập ăn ốc bu cũng vậy á. Nở quê Mập đang ốc bu cũng vậy á. Kinh nghiệm của Mập ăn mấy ký ốc bù lót. Nó chút chút là cỡ nào cũng ra cả nhà. Đó, thể hiện rồi giữ vô không ra đó.
Công nhận ốc tỏi nè, cái thịt của nó cả nhà nó bự, nó mập, hồi nãy hồi mập làm lại chứ ngồi chút chút hoài nó không ra. Về chứ điêu nghệ không cả nhà. Nó ngon, ngon lạ, ngon lùng luôn á. Đôi khi mập còn lầm tưởng là mập thích ăn ngon ốc bô lót này nè, là do cái đít của nó. Đây đâu đây khổ luôn, thà giết lầm không bỏ sót nha cả nhà. Đó. Ra được có chút chí nữa nha. Nè, thứ già chưa nè, phải cắn ra làm hai. Quá phê luôn.
này cả nhà. Cái này nghe nó sướng. Ngon lắm cả nhà. Đó mặt ăn cái con ốc tỏi cuối cùng nha. Đây. Phê chứ ơi, kéo dài luôn. Nè, như những con này thì mình có thể là lấy cái mài là kéo trực tiếp nó ra luôn đó. Ghê chưa thế nào? Ghê chưa? Nó công thâm hậu chưa? Lâu lâu nó hơi bị lát một tí. Thôi mệt quá. Con này mập nè. Wow.
quá xá xứ sắc luôn cả nhà. Đó, hôm nay đơn giản chỉ có ốc thôi. Hôm nay đơn giản chỉ có ốc thôi cả nhà. Thì Mập Mâm là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ốc luộc hôm nay của Mập, ốc luộc sả nha, ốc hấp sả. Đó thì hôm nay Mập ăn ốc tỏi nè, ốc bô lót nè. Đó thì Mập Mâm là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn hôm nay của Mập, và đồng thời cả nhà muốn góp ý về cái món ăn hôm nay thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập biết Mập còn hoàn thiện hơn nhiều những clip sau cả nhà. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon nè, xuất sắc nè, thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký để YouTube thấy Mập ra clip YouTube sau báo thì rồi cả nhà. Cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đang xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.